Tuổi xế chiều của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang tại Mỹ khỏe mạnh, minh mẫn, vẫn đau đầu nỗi nhớ quê nghề. Cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ cải lương cao cội Diệp Lang nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang là một trong những cây đa cây đề của sân khấu cải lương. Những vai diễn ấn tượng gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang có thể kể đến như Hội Đồng Thăng trong Vợ Đời Cố Lựu, Hội Đồng Dư trong Vợ Tiếng Hò Sông Hậu, Ông Sáu trong Nửa Đời Hương Phần, Hải Lâm trong Áo Cưới Trước Cổng Chùa. Được biết hơn 10 năm qua, nghệ sĩ đã sang Mỹ nhưng dấu ấn của Diệp Lang vẫn sáng ngời trong lòng công chúng mê mộ cải lương. Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Ngọc Huyền đã bất ngờ chia sẻ những hình ảnh về nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang trên đất Mỹ. Qua đó, người hâm mộ cũng bày tỏ sự quan tâm không ít về cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ cải lương gạo cội. Cụ thể, Ngọc Huyền cho biết hạnh phúc được đến thăm Bác Hai Diệp Lang. Cây đa cổ thụ của sân khấu cải lương, Bác mãi là thần tượng của Ngọc Huyền. Bác là tấm gương với lòng yêu nghề, trân trọng nghề mãnh liệt nhất. Bác vẫn khỏe và minh mẫn, còn truyền thụ cho Ngọc Huyền nên làm gì cho những tác phẩm nghệ thuật cải lương sắp tới. Bác vẫn khỏe và minh mẫn, còn truyền thụ cho Ngọc Huyền nên làm gì cho những tác phẩm nghệ thuật cải lương sắp tới. Một ngày thật quá hạnh phúc luôn, cảm ơn cuộc đời này. Qua những chia sẻ của Ngọc Huyền, có thể thấy nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang dù đã ở độ tuổi xế chiều nhưng niềm đam mê cải lương vẫn cháy bỏng trong tim ông. Trước đó, đạo diễn Diệp Tiêng, con trai nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang, từng cho biết cha anh bị mắc bệnh tim và Parkinson, khiến cho sức khỏe bị ảnh hưởng khá nhiều. Vì vậy, khi nghe tin nam nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh và minh mẫn, khiến rất nhiều người hâm mộ tỏ ý vui mừng và gửi lời chúc đến nghệ sĩ Diệp Lang. Trong một buổi trò chuyện với báo Thanh Niên, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang cũng từng chia sẻ nhiều trăn trở, xúc động về nghề. Không đêm nào ngủ mà tôi không nằm thấy chiêm bao. Thấy mình đang hát, đang đứng trên sân khấu, rồi mình ngồi dậy, tôi ca, nhớ nghề lầm, cái nghề của tôi là đau óc. Ngày bước ra khỏi sân khấu, tôi đau như ai cắt ruột vậy, giấc ngủ không yên. Mình nằm mơ thấy mình đang diễn, thấy như mình sắp ra sân khấu là lại quên tuồng. Được biết, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang bắt đầu theo đoàn cải lương Kim Thoa từ năm 13 tuổi. Trong sự nghiệp cải lương, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang ghi dấu ấn qua những vai kép độc, kép lão. Nam nghệ sĩ gạo cội được xếp vào hàng các kép hay nhất trên sân khấu cải lương. Ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2003. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.